Chiều qua tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã phát đi thông tin về tiến độ điều tra các vụ việc liên quan đến điện, xăng dầu và công ty Xuyên Việt Oil. Thông tin vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Tuấn Ân và công ty điện lực Bình Thuận, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau để nâng giá vật tư thiết bị điện, có những vật tư được nâng giá lên 300%. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá điện tăng cao, gây thiệt hại đáng kể cho người tiêu dùng. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước ước tính ban đầu khoảng 15 tỷ đồng và thất thoát hơn 300 tỷ đồng. Công ty thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra Bộ Công an đã phong tỏa 17 tài khoản cá nhân với số tiền là hơn 4 tỷ đồng, tạm ngừng giao dịch mua bán, chuyển nhượng 54 nhà đất đứng tên cá nhân và 6 nhà đất đứng tên công ty. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, mặc dù Tết Nguyên đán đã cận kề, nhưng cơ quan điều tra Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm ngăn chặn tội phạm. Bất ngờ kiểm tra một nhà kho tại ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã phát hiện một số lượng lớn hàng hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng tử. Trước đó, vào trưa ngày 31 tháng 1 năm 2024, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Công an xã Mỹ Hạnh Bắc tiến hành kiểm tra một kho hàng rộng hàng trăm mét vuông tại ấp Rừng Xến, phát hiện trong kho hàng có chứa nhiều hàng hóa mỹ phẩm. Qua làm việc, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan đến số hàng hóa này. Lực lượng công an tiếp tục tiến hành lập biên bản, tạm giữ các tang vật vi phạm gồm 49 tấn hàng hóa dạng mỹ phẩm, số lượng là hơn 1.600.000 đơn vị sản phẩm. Hiện Công an huyện Đức Hòa đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 1 tháng 2, Đội Quản lý Thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Chức vụ và Môi trường Công an tỉnh Lào Cai tiến hành tiêu hủy lô hàng hóa các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả với số lượng lớn, tổng trị giá là hơn 600 triệu đồng. Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đội Quản lý Thị trường số 1 phối hợp với lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý 11 vụ vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tang vật vi phạm gồm 72.000 gói chả bò chay ăn liền, 600kg kẹo sô-cô-la đồng tiền, hàng nghìn chiếc kẹo đồ chơi trẻ em cùng một số loại đồ ăn và hàng may mặc khác. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là trên 600 triệu đồng. Toàn bộ số hàng này đã được tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú đối với Lê Thanh Hoài Ngân, sinh năm 1984, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Vào tối 29 tháng 10 năm 2023, tổ công tác của Công an huyện Châu Thành, Bến Tre, trong lúc tuần tra trên tuyến sông Hàm Luông, đoạn qua thị trấn Tiên Thủy, đã bắt quả tang Lê Thanh Hoài Ngân cùng một đối tượng khác đang có hành vi khai thác trái phép 11,1 mét khối cát lòng sông. Do trước đó, vào ngày 11 tháng 4 năm 2023, Lê Thanh Hoài Ngân đã bị Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 65 triệu đồng, cũng về hành vi trên. Mặc dù Ngân đã nộp phạt, nhưng do tái phạm nên Ngân đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bến Tre khởi tố bị can. Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ xử lý Lê Thanh Hoài Ngân theo quy định pháp luật. Hai nam thanh niên đi xe hiệu Exciter áp sát giật túi xách của một phụ nữ nhưng không giật được nên nhanh chóng phóng xe bỏ trốn. Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ ngày 30 tháng 1, một phụ nữ ngụ quận 6 chạy xe máy lưu thông trên đường Trần Văn Kiểu, hướng từ đường Lý Chiêu Hoàng về đường Hậu Giang thuộc địa bàn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến trước chung cư trên đường Trần Văn Kiểu, nạn nhân này bị hai thanh niên chở nhau trên xe máy áp sát giật túi xách đang đeo trên người. Vụ việc khiến nạn nhân ngã xe xuống đường, hai thanh niên giật túi xách không thành, cả hai đã tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ đưa nạn nhân và phương tiện vào lề đường. Nạn nhân bị trầy xước tay chân, chiếc xe máy hư hỏng nhiều bộ phận. Theo như nạn nhân này cho biết, vừa ra khỏi nhà gần đó để đi tập văn nghệ thì bị kẻ gian giật túi xách. Ngay khi nhận tin báo, Công an phường 10 quận 6 đến hiện trường thu thập thông tin và mời nạn nhân về trụ sở ghi nhận lời khai để phục vụ công tác điều tra, truy xét kẻ gian.
Vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Võ Thị Phượng, sinh năm 1981, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Thành, và Trần Thị Thủy Trang, sinh năm 1974, quê Tiền Giang. Trang và Phượng là chủ mưu trong vụ lừa đảo 400 khách hàng mua dự án Kingway Tower. Liên quan vụ án này, đồng chủ mưu là Trịnh Minh Thanh, sinh năm 1961, anh chồng của bị cáo Phượng, đã chết do Covid-19 nên được đình chỉ bị can. Theo cáo trạng, công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Thành do Trịnh Minh Thanh mua lại vào năm 2016. Năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng làm giám đốc, đại diện pháp luật. Đầu năm 2018, công ty Siêu Thành bắt đầu thực hiện dự án xây dựng chung cư Nam An, Kingsway Tower, quận Bình Tân. Tháng 9 năm 2019, dự án trên hoàn thiện xong phần thô tầng 20, tương ứng với tiến độ thanh toán 70% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, từ tháng 9 năm 2019 đến nay, công ty Siêu Thành không tiếp tục thực hiện dự án. Cáo trạng xác định, ông Thanh có hành vi ký kết hợp đồng bán căn hộ và thu 465 tỷ đồng của 434 khách hàng nhưng không tiếp tục xây dựng theo cam kết, đồng thời còn chỉ đạo Phượng bán cùng một căn hộ cho nhiều cá nhân. Võ Thị Phượng ký hợp đồng mua căn hộ với 373 khách hàng, thu hơn 333 tỷ đồng. Trong đó có 18 căn hộ trùng cho 36 người, chiếm đoạt 18,5 tỷ đồng. Trần Thị Thùy Trang có hành vi sử dụng hợp đồng ủy quyền không còn hiệu lực, ký bán 42 căn hộ để nhận 41,8 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án đối với 11 bị cáo về tội chống người thi hành công vụ. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2023, các học viên tại khu A tụ tập la hét đập cửa làm mất an ninh trật tự và kích động bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Khoảng 16 giờ 30 phút, có 36 học viên trèo qua tường rào để thoát ra ngoài. Những học viên còn lại tiếp tục la hét đập phá cửa và ném đá vật cứng vào cán bộ quản lý, đồng thời kích động sử dụng những học viên ở khu B hưởng ứng theo. Sau khi sự việc xảy ra, cơ sở cai nghiện đã phối hợp với công an huyện Châu Thành, công an xã Đa Lộc tiến hành truy bắt những học viên bỏ trốn. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đã tiến hành truy bắt được 25 trên 36 học viên, đưa về cơ sở cai nghiện để thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Khi đưa các học viên về cơ sở cai nghiện, các học viên còn lại trong khu A tiếp tục kích động gây mất an ninh trật tự, ném đá vật cứng, đập phá cửa rào để thoát ra ngoài và cản trở lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ. Lúc này có khoảng 31 học viên đã thoát ra ngoài tiếp tục dùng gạch đá ném về phía lực lượng công an và dùng bình chữa cháy xịt về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra các đối tượng còn tiếp tục đập phá một phòng khác để 5 học viên trốn ra ngoài. Đến 21 giờ 50 phút, lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp công an xã Đa Lộc, công an huyện Châu Thành trấn áp, nên các đối tượng rút về khu A và vào phòng ở. Quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Tại kết luận định giá tài sản, tổng tài sản bị thiệt hại trị giá 1.913.010 đồng. Căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành tuyên phạt Lê Hồng Phẩm 24 tháng tù giam, Trương Minh Thiện, Lê Hoàng Phúc, Nguyễn Hoàng Nam, Huỳnh Huy Hoàng, Lê Văn Đặng, Nguyễn Huỳnh Thanh Tú, Nguyễn Văn Hùng, Hà Ngọc Thương, Kim Sóc Kha 18 tháng tù giam và Nguyễn Đạt Tú 12 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng gồm Huỳnh Công Toàn, 23 tuổi, Phan Thành Long, 29 tuổi, Nguyễn Ngọc Kim Xuân, 23 tuổi và Lê Văn Hải, 24 tuổi, cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ là hơn nửa kg ma túy các loại và hàng chục gói ma túy dạng nước vui ngay ở trung tâm thành phố. Cụ thể, qua quá trình nắm thông tin và xác lập chuyên án, Công an quận Hải Châu đã bắt quả tang Toàn cùng với một gói ma túy ketamin ở trong người. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn, Công an quận thu giữ khoảng 400 gram ketamin, 40 gói ma túy nước vui, 2 cân tiểu ly cùng một số tăng vật có liên quan. Mở rộng điều tra, các trinh sát tiếp tục bắt quả tang Long tại một quán bar trên địa bàn, thu giữ 15 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy nước vui. Trước đó vào ngày 28 tháng 1, Công an quận đã bắt quả tang Xuân và Hải thu giữ 100 viên thuốc lắc mà các đối tượng lấy về để bán kiếm lời. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, làm rõ các đối tượng có liên quan khác trong đường dây nói trên. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Văn Nam, sinh năm 1972, bí thư xã Nam Điển, huyện Nghĩa Hưng, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó vào khoảng 20 giờ tối ngày 31 tháng 1, trên tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, Mai Văn Nam điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường và xảy ra va chạm với hai nữ sinh đi xe đạp điện. Cú va chạm mạnh khiến cả hai nữ sinh tử vong tại chỗ. Phương tiện ô tô và xe đạp điện cùng bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra,
Công an huyện Nghĩa Hưng cùng với các đơn vị chức năng khác đã vào cuộc điều tra và xác định thời điểm Mai Văn Nam điều khiển xe ô tô trong tình trạng đã sử dụng rượu bia. Vụ việc khiến cho dư luận xã hội lên án bởi tài xế đã sử dụng rượu bia và gây ra tai nạn thương tâm đối với hai nữ sinh. Lãnh đạo Bộ Công an đã có chỉ đạo Công an tỉnh Nam Định và Công an huyện Nghĩa Hưng điều tra xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định để răn đe hành vi vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Thông tin về phiên tòa xét xử sơ thẩm người mẫu Ngọc Trinh, Tòa Nhân dân TP HCM vừa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo Ngọc Trinh phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Ngọc Trinh mặc dù không có giấy phép lái xe trên 150 phân khối, nhưng từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2023 đã rủ Trần Xuân Đông đến các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức để cùng thực hiện các động tác như thả hai tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn, sau đó quay clip và đăng lên mạng xã hội. Bị cáo Trần Xuân Đông mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả, nhưng vì thấy xe mô tô biển kiểm soát 59A3-11588 nhãn hiệu BMW kép có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng. Ngọc Trinh đã bị tuyên phạt 1 năm tù treo, còn Đông bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù.